Thưa quý vị và bà con, cách đây hơn một năm, thầy và trò ở xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi vui mừng trong lễ khánh thành công trình điểm trường tiểu học tại thôn Trà Khương. Ngôi trường mới gồm 3 phòng học và 1 phòng ở công vụ cho giáo viên, được Quỹ Nhà hảo tâm Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ xây dựng với kinh phí 750 triệu đồng. Nhưng niềm vui trường mới chỉ kéo dài được một năm, thì cơn bão số 9 và mưa lũ gây sạt lở đất đã làm cho điểm trường hư hỏng hoàn toàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngôi trường ngày khánh thành rất khang trang, tường rào cổng ngõ, phòng học sạch đẹp, thầy cô và học sinh vui mừng. Mà nay tất cả đã theo gió bão. Toàn bộ phần mái, xà gồ đã bị bão thổi bay, phòng học trơ trọi. Ngay chân nền sân và chân tường đã xuất hiện hiện tượng sụt lún, nứt gãy. Phía sau bờ ta luy âm đã bị sạt lở sát ngay phía sau dãy nhà, 3 phòng học. Điểm trường này thì sau cơn bão số 9 thì bị tốc mái toàn bộ 3 phòng học. Và sau đó hai ngày thì do mưa lớn nên là phía sau trường đã sạt lở rất là lớn. Điểm trường có 4 lớp, trong đó có một lớp ghép với 60 em học sinh theo học. Không có phòng học, nhà trường phải bố trí cho lớp 1 và lớp 3 vào học ở phòng thư viện làm 2K. Còn lớp 5 và lớp ghép, học sinh lớp 2 và 4 thì phải mượn tạm nhà người dân ngay đối diện điểm trường để dạy học 2K mỗi ngày. Lớp học ngay dưới mái hiên, cạnh đường lên khu tái định cư, chống hô chống hoác. Ngày nắng ấm còn có thể học được, nhưng mưa xuống và lạnh thì không thể nói hết được những khó khăn. Đối với điểm học bọn này thì mùa này thì nó lạnh, mưa nữa. Học sinh thì đi học mặc có một cái áo thôi. Nhiều em mặc một cái áo thôi. Ro ro lạnh biết. Con mơ ước mấy cô, mấy thầy giúp nhà trường xây một cái nhà trường lớn. Mong ước giản dị của Isun cũng chính là mong ước của hơn 60 học sinh và thầy cô giáo nơi đây. Một ngôi trường mới khang trang đã từng trở thành hiện thực với thầy và trò ở vùng cao này. Nhưng giờ đây, sau cơn bão số 9, các em lại phải tiếp tục mơ ước về một ngôi trường khác.